Chào cả nhà nha. Bữa nay chị mình đi chợ Tết các bạn ơi. Lựa dưa hấu. Chị muốn lấy cái nào? Lấy cái bự đại, cái bự thì lấy, mua bự đi. Chị, cả nhà, bữa nay mình đi mua dưa hấu. Chị mua cho cô Ngọc trái luôn đi chị. Hả? Mua cho cô Ngọc trái. Lửa trái tròn tròn á chị. Đi vô chợ nha. Rồi đi vô chợ đi. Muốn ăn gì mua đi, gần hồi mẹ đi vô. Bự bự á chị. Nhỏ quá à, lấy lại cái bự á. Cái bự nó ngon hơn. Chị dưa hấu đó, dưa hấu tươi không, nó ngon đó chị. Chị nhà mình hai trái đi, nhà bà nội ăn trái. Em nghĩ ngon mà. Đây mình mua dưa hấu. Hai trái hả? Hai trái. Hai trái tròn giò giống như trái banh không? Mà không biết vỏ nó như thế nào. Đây. Người mua dưa hấu. Người mua dưa hấu. Vậy có mua trái nhỏ ăn thử không? Mua thử trái nhỏ đi. Mua về mình chẻ thử ra liền coi nó ra sao. Mua trái dưa hấu giống thì đựng nghe bé không? Ba trái luôn hả? Cái nhỏ ăn. Cả nhà ơi, con này cam là ngon hay nè. Ba trái được rồi. Chị vô đây coi cam bưởi cho chị ơi. Trời ơi, cái gì nó nè, chỉ có bơ nữa nè ha. Bơ này loại bơ xanh phải không chị? Ngon ha. Bơ thấy bánh hai bên bánh. Cho mình đúng không? Cả nhà thấy ngon quá trời đúng không? Quýt. Cam. Thấy mê được không? Mình có dưa hấu nè.